khán giả, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng đến nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng và kéo gần khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Tỉnh Hậu Giang, từ khi triển khai cho đến nay, có trên 66% số xã hoàn thành mục tiêu này. Có được thành quả đó chính là nhờ sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và đồng thuận cao của người dân. Chương trình ngày hôm nay, kính mời quý khán giả cùng nhìn lại những thành tựu trong một năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang. Qua một năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng quê tỉnh Hậu Giang thay đổi rõ nét. Nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,46%. Chưa bao giờ khát vọng làm giàu của người dân Hậu Giang lại trỗi dậy mạnh mẽ như những năm gần đây. Kết quả này không phải tự nhiên có, mà đây là cuộc cách mạng trong tư duy của người dân từ khi xây dựng nông thôn mới. Năm nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn mục tiêu đề ra. Đến nay, tỉnh công nhận thêm xã Đông Phước, huyện Châu Thành và xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới lên 34 trong số 51 xã, tăng 2 xã so với năm ngoái. Công nhận 3 xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số là 5 xã. Xã Đông Phước, huyện Châu Thành bắt đầu xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, chủ yếu trồng các loại rau màu và rừng tạp. Nhưng xã xác định bước đi chậm mà chắc, chuyển đổi mạnh mẽ sang cây ăn trái chất lượng cao với cam sành, mít và chanh không hạt, giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 10 năm qua, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 9 triệu 500 ngàn đồng lên 53 triệu đồng một người một năm, xấp xỉ bình quân của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,5% xuống còn 1,84%. Cùng với sản xuất phát triển, cơ sở hạ tầng nông thôn về điện, đường, trạm y tế, trường học đạt chuẩn quốc gia, phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe và học hành của con em. Bản thân thì cảm xúc rất là vui mừng. Thì nhìn lại cái chặng đường vừa qua giống như chặng đường lại hôm nay thì về cái bước phát triển của bà con nhân dân trên địa bàn xã Đông Phước thì nó có bước phát triển đáng kể. Rồi giao thông thì đi lại rất là dễ dàng, tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con trao đổi hàng hóa mua bán, thì từ đó cái giá nó cũng được ổn định, thì cái đời sống bà con nhân dân thì thu nhập nó cao hơn so với các năm trước. Quá trình thực hiện tiêu chí nông thôn mới, các cấp ngành và chính quyền có nhiều cách làm để chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm. Thời gian qua đã tổ chức họp mặt thăm và tặng khoảng 250.000 phần quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách hơn 110 tỷ đồng. Ngoài ra, đẩy mạnh xây dựng các mô hình hỗ trợ người dân, trong đó mô hình đảng viên kèm dân thoát nghèo phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,46% xuống còn 2,46%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng một người, tăng 4% so với cùng kỳ. Xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ có trên 80% người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp. Nhờ luồng gió nông thôn mới giúp thay đổi tư duy người dân trong phát triển kinh tế. Như trường hợp của ông Hồ Ngọc Bình, có 5 công đất kém hiệu quả. Ông quyết định chuyển sang trồng rau màu từ nguồn hỗ trợ của nhà nước 30 triệu đồng. Ban đầu ông chỉ trồng khoảng 15 mét vuông, nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, sao phát triển tốt. Ông mở rộng quy mô lên từng năm, đến nay, 5 con rau mang lại lợi nhuận hơn 80 triệu đồng mỗi năm. Để phát triển kinh tế hộ gia đình, ông kết nối với các hộ khác trong ấp thành lập hợp tác xã trồng rau an toàn vào tháng 5 năm 2020. Từ 5 thành viên, đến nay có 23 thành viên tham gia, thu nhập từ 80 đến 90 triệu đồng mỗi năm. Hồi trước thì mình làm riêng lẻ, do đó là chỉ bán cho bên ngoài, số lượng nó rất ít, đời sống thì nó gặp khó khăn. Từ lúc mà được huyện hỗ trợ vô cái mô hình hợp tác xã thì được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, rồi hỗ trợ về
cây con giống cũng như mô hình nhà lưới, hệ thống tưới tiêu. Từ đó bà con sản xuất đại trà, rồi đồng thời là thu nhập nó cao hơn. Cũng như mình nói hồi đó là ví dụ như mỗi hộ thu nhập ngày là ví dụ 200 ngàn thôi, thì bây giờ là phải là 500 ngàn. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mà những câu lạc bộ, tổ hợp tác hay hợp tác xã ra đời, kết nối nông dân sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng đồng đều, đầu ra ổn định, liên kết sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản là xu hướng hiện nay của nông dân Hậu Giang. Đó chính là điểm sáng của nông thôn trên tiến trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, hợp tác xã Kỳ Như đã được 8 cái sản phẩm đạt ô cốp. Những sản phẩm đó là sản phẩm chủ lực của tỉnh. Vì vậy thì hợp tác xã Kỳ Như cũng không ngừng cải tiến và đổi mới và nâng cao cái chất lượng sản phẩm để hướng tới những cái thị trường khó tính, có thể là sản phẩm xuất khẩu. Cùng nhau làm ăn phát triển kinh tế trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao giá trị sản phẩm. Để thực hiện mục tiêu này, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng được các cấp, các ngành chú trọng. Đây là tuyến đường Kinh Trúc Thọ ở ấp 8 xã Quà An, huyện Phụng Hiệp, dài 2 cây số, được xây dựng năm 2018. Tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng từ nguồn vốn của huyện và những đóng góp của người dân. Tuyến đường này kết nối giao thông liên ấp, liên xã. Để tuyến lộ đẹp hơn, ông Tiến cùng người dân trong xóm trồng hoa bảo vệ cảnh quan môi trường. Cách đây 5-6 năm là điều kiện là đi khó khăn dữ lắm. Từ ngày có lộ tới giờ là dân mình phấn khởi dữ lắm. Cái vụ mà phát triển nông thôn kinh tế là tốt lắm. Tại vì mình, thí dụ mình cho buôn bán rồi đó. Gọi là vừa đồng thuận của nhân dân thì là cùng nhau đóng, người có công, người có của, góp của. Và nhân dân địa phương thứ nhất là làm cầu lộ, rồi là cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp để cho nó cái khởi sắc hơn. Trong năm, toàn tỉnh đã xây mới hơn 346.000 m2 đường bê tông, nhựa quá khang trang, nâng cấp sửa chữa hàng ngàn cầu nông thôn với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 105 tỷ đồng. Giờ đây, bên những con đường mới, nhiều ngôi nhà đua nhau mọc lên. Việc nâng cấp tuyến đường giao thông vừa phục vụ tốt việc lưu thông và giao thương, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Góp phần xây dựng nông thôn mới thì việc tạo dựng sản phẩm chủ lực cho địa phương là điều kiện quan trọng. Hiện tỉnh Hậu Giang đã có 66 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, gồm 32 sản phẩm đạt 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao. Đồng thời hoàn thiện 2 hồ sơ dự thi sản phẩm ô cốp 5 sao của Trung ương. Đó là sản phẩm chanh không hạt và bưởi năm sôi của hợp tác xã trái cây sinh học ô cốp. Các sản phẩm ô cốp đã phát huy tính hiệu quả từ thương hiệu, mang lại thu nhập, ổn định đời sống của một bộ phận doanh nghiệp tham gia. Chưa đầy một năm đạt chuẩn 4 sao, với sự quyết tâm và năng động, hợp tác xã trái cây sinh học ô cốp đã giải bài toán xuất khẩu chính ngạch bằng một cách làm hoàn toàn mới, nên sản lượng xuất khẩu ngày càng cao với gần 100 hectare vườn nguyên liệu với công suất khoảng 8 container một tháng. Đối với thị trường xuất khẩu, nó có cái khẩu vị nó khác Việt Nam mình. Thứ nhất là họ cần một cách là cái size cỡ nó đồng dạng với nhau. Tôi nói ví dụ cho bưởi này 800 gram thì tất cả những cái mặt hàng trong một cái container nó đều phải là 800 gram hết. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng về dư lượng thuốc bảo vệ vật phải đảm bảo là theo đúng tiêu chuẩn châu Âu. Cái nhược điểm của nông nghiệp chúng ta là cái diện tích sản xuất nhỏ lẻ manh mún, thì nó mỗi người nông dân tự làm theo một cái quy trình riêng, mỗi người nông dân tự trồng theo một cái loại sản phẩm riêng. Thì như vậy thì những cái người sản xuất, những cái nhà xuất khẩu thì không thể nào có được một cái sản lượng trái cây đồng dạng, tầm kích cỡ với chất lượng như nhau để xuất khẩu được. Đạt được những kết quả đáng phấn khởi là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm của các huyện, thị, thành phố, nhất là các đơn vị có xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Với những kết quả đạt được, năm 2022, tỉnh xác định lấy dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu nâng tổng số xã nông thôn mới lên 36 trong số 51 xã, đạt trên 70% tổng số xã. Công nhận mới 3 xã nông thôn mới nâng cao,
nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao lên 8 trong số 36 xã, đạt 22,2% tổng số xã. Khi mà triển khai, khi mà họp dân mình để ra dân, thì mình thấy dân rất là háo hức. Rất là háo hức, rất là tích cực, đồng thuận với cái chủ trương này. Chứng minh được là cái thứ nhất là họ sẽ chỉnh trang lại, là cái giường tược của họ lại, nhà cửa của họ lại, cái tính mà cái liên kết cộng đồng được nâng lên rất là rõ rệt. Trong cái thời gian tới đó, mình cũng phải hết sức là chủ động tìm ra những cái sản phẩm đặc trưng của cái địa phương mình mà khởi nghiệp để có nhiều cái sản phẩm chủ lực của cái địa phương mình. Về quê hương Hậu Giang, người đi xa sẽ cảm thấy nhiều thay đổi. Những vườn cây trái sum suê thay thế cho ruộng lúa, ruộng mía kém hiệu quả. Giờ đây, diện tích trồng lúa không nhiều như trước, nhưng là lúa chất lượng cao xuất khẩu, canh tác bằng cơ giới, sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Các xã nông thôn mới đều có lộ giao thông nông thôn hoàn thiện, ấp liền ấp, xã liền xã, nước sạch, điện sinh hoạt, trạm y tế, trường học đều đạt chuẩn. Cuộc sống người dân nông thôn xích gần với thành thị. Cuộc sống vẫn hối hả chuyển động, con người Hậu Giang vẫn đầy nhiệt huyết để xây nên vùng đất mới. Mỗi khi đạt được thành tựu này, thì dân và quân trong tỉnh lại hướng tới một mục tiêu khác xa hơn, tạo nên bức tranh kinh tế đẹp, đời sống khá giả, giàu có. Đời sống người dân đang mỗi ngày được nâng cao là thành quả quan trọng mà nông thôn mới mang lại. Những kết quả năm 2021 của quân và dân tỉnh Hậu Giang đạt được là tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm tới, tỉnh phấn đấu công nhận thêm 2 xã, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 36 trong tổng số 51, đạt trên 70% tổng số xã. Công nhận mới 3 xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số lên 8 trong tổng số 36 xã, với tỷ lệ 22% tổng số xã. Đến đây chuyên đề xây dựng nông thôn mới xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.